Thanh Nga xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bài số 2, nội dung Transition and Animation. Thanh menu Transition bên cạnh Thanh Design. Transition là hiệu ứng của cả trang. Khác với Animation, Animation là hiệu ứng của đối tượng trong trang. Trong công cụ của Transition có rất nhiều các dạng hiệu ứng cho trang. Bây giờ mình sẽ chèn ảnh để thực hành phần transition nhé. Mình sẽ chèn mỗi trang một ảnh. Và mình sẽ tạo mỗi trang một kiểu hiệu ứng nhé. Đó, có rất nhiều hiệu ứng. Sao là âm thanh của hiệu ứng. Duration là tốc độ hiệu ứng. On mark click là khi kích chuột hiệu ứng xuất hiện. After là mình sẽ cho hiệu ứng xuất hiện sau bao nhiêu giây. Mình sẽ chèn thêm ảnh, tạo khoảng 10 trang nhé. Trong phần mềm PowerPoint 2010 có rất nhiều hiệu ứng 3D rất đẹp.
mình đã tạo các hiệu ứng xong cho các trang rồi. Bây giờ mình sẽ trình chiếu nhé. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn mọi người phần animation. Animation là hiệu ứng của đối tượng trong trang. Có 4 dạng hiệu ứng. Hiệu ứng ngôi sao xanh, ngôi sao vàng, ngôi sao đỏ và ngôi sao trắng. Bây giờ mình sẽ chèn 4 ảnh vào trong một trang và mỗi ảnh mình sẽ tạo một dạng hiệu ứng nhé. Có 4 ảnh. Ảnh con khỉ, con chó, con sư tử và con cá. Bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng con khỉ là màu xanh, hiệu ứng con chó là ngôi sao màu vàng, hiệu ứng con sư tử là ngôi sao màu đỏ và hiệu ứng con cá là ngôi sao màu trắng. Bây giờ mình sẽ trình chiếu nhé. Ảnh con khỉ là ngôi sao xanh, chính là hiệu ứng xuất hiện. Ảnh con chó là ngôi sao vàng, là hiệu ứng tại chỗ. Ảnh con sư tử là ngôi sao đỏ, chính là hiệu ứng biến mất. Và ảnh con cá đi theo đường vẽ, đó là hiệu ứng ngôi sao trắng, motion fast. Mọi người sẽ thấy các số xuất hiện trên từng ảnh theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Những hiệu ứng của ảnh sẽ xuất hiện lần lượt theo đúng thứ tự và trên hiệu ứng sẽ có rất nhiều các effect option. Phần start là hiệu ứng sẽ xuất hiện khi nào? Trong đó có on click là xuất hiện khi kích chuột. Quick freeze là xuất hiện cùng với một hiệu ứng trước nó. After freeze là xuất hiện sau hiệu ứng trước nó. Bảng animation pane sẽ giúp mọi người tùy chỉnh các hiệu ứng này nhé. Và nó cũng xuất hiện có hình các ngôi sao. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người trong phần animation, đó là sử dụng trigger và chèn âm thanh bên ngoài và trong phần mềm PowerPoint nhé. Điều chú ý là những âm thanh chèn vào phải là âm thanh có đuôi WAV. Mình có thể dùng phần mềm Turtle Convert để mình convert từ đuôi MP3 sang WAV. Như mọi người thấy, các hiệu ứng có thứ tự từ 1 đến 4 thì hiệu ứng sẽ phải xuất hiện theo đúng thứ tự như vậy. Việc sử dụng trigger sẽ giúp cho mọi người linh động hơn trong quá trình chọn các đối tượng nhé. Mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng trigger nhé. Mình kích vào mũi tên màu đen của animation pane. Mình sẽ chọn cho timing, sau đó mình chọn trigger và mình chọn tiếp theo là Start Effect On Click Up. Và mọi người chú ý
là phải chọn đúng tên của ảnh nhé. Sau đó mình kích sang effect, mình sẽ chọn một âm thanh nào đó cho hiệu ứng. Đây chính là bài tập bé hãy tìm động vật sống trong rừng. Bây giờ nhiệm vụ của mình đó là những ảnh nào là động vật sống trong rừng sẽ có âm thanh là chúc mừng bạn, bạn rất giỏi. Còn ảnh nào không phải là động vật sống trong rừng thì sẽ có âm thanh phản hồi là bạn đã chọn sai rồi đấy. Mình sẽ vào timing trigger, start effect on click up, sau đó là chọn âm thanh sound. Mọi người chú ý là kéo xuống thanh cuộn cuối cùng xuất hiện chữ A the sound. Mình sẽ chọn bạn giỏi. Âm thanh có bạn đuôi WAV nhé. Bạn sai rồi. Chúc mừng con. Như vậy mình đã làm xong bài tập bé hãy tìm động vật sống trong rừng rồi. Mình sẽ trình chiếu để mọi người xem nhé. Đó, mỗi ảnh sẽ xuất hiện. Bạn giỏi quá. Lựa chọn các ảnh sẽ không phụ thuộc vào thứ tự của hiệu ứng. Con rất giỏi. Bạn giỏi quá. Bạn sai rồi. Bạn hãy chọn lại đi. Mình vừa hướng dẫn các bạn phần transition và animation. Các bạn hãy theo dõi các video tiếp theo để có những bài tập nâng cao hơn nhé.